Em xin chào tất cả anh em nhé. Em chào mừng anh em đến với kênh Em Sắt Đất Thắng anh em. Em lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo thêm một cái này là cái dân ma ở Tết 70 gió đặn anh em. Mấy này mới vừa về tới. Ngoại hình máy thì nó gì đây, nhưng mà nó được có một cái là nó nguyên zin toàn tập anh em ơi. Mấy này là tài thấy nó đẹp trai. Hôm đó anh em là chưa rửa đi dầu luôn này. Thấy đẹp trai rồi. Nãy con có đổ dầu vô đi không Tài? Nãy con có đổ dầu vô không? Nãy con có đổ dầu vô mà là nó còn dầu. Đó, còn dầu luôn. Nãy nó còn dầu luôn hả? Nãy cái lượt nó dính ngắt rồi con mở lượt ra thấy chẳng còn dầu luôn quay nhẹ. Tức là con có mở cái lượt này ra. Cái lượt trong đây này nó dính cứng quá. Cái lượt trong đây nó dính cứng ngắt. Mà nó còn dầu, cái đắp zin nó gì đây nè. Rồi đổ dầu vô nó quay chạy luôn anh em ơi. Cái này là nói chung là mấy đứa cháu này Tài tiền nữa thì mình mấy đứa cháu nó chưa biết sửa, lựa những cái máy nào mà nói chung là nó còn bơm cốc 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 nó nguyên bản á, quay chạy là tụi em lên sóng rồi. Bữa nay bị thiếu thợ anh em ơi. Còn có Thừa với Phụng mà có bảy Thừa với Nhi. Ngoại hình máy nó thì gì đây nè. Anh em bà con cô bác nếu mà cần mua mà dạng máy mà nó nguyên si, dùng chữ là nguyên si, lạ này là chính xác 100% luôn, bảo đảm anh em là chưa đụng tới cây chìa khóa nào trong đây hết. Tài nó chỉ xịt nước, chứ nãy là nó có rửa cái lọc dầu. Lọc dầu nó bị nghẹt hay gì con? Dạ, cái lọc này con tháo cái lượt ở trong cái thùng dầu. Cái lượt ở trong cái thùng dầu hả? Thì là có tháo cái lượt trong bình dầu á anh em. Lượt trong bình dầu nó cứ dính cứ ngắt. Anh em nhìn đất nó cát nó không đây nè, nó dơ gì nè. Nhưng mà nó được con cái là những cái máy này là nó nguyên zin toàn tập, nên nó nguyên si luôn vậy đó. Rồi mà nó còn dầu mình quay mình nó chạy là mình quất nè. Anh em nhìn ốc nó phải lắp nè. Đó, nó vậy đó. Bô e bô lửa thì nguyên si. Mấy cái dòng mặt đạn thì anh em biết ha, nó thường thường người ta rất là cẩn thận trong cái việc mà sợ mình chụp lỡ chụp cái tay vô nó bị nóng á. Lúc nào cũng cái áo này nè. Ngoài này để em coi cái số CV nó số mấy. Được mấy cái máy mà nó nguyên bản gì xài nó sướng lắm anh em. Nó tự chạy á. Em nhìn không thấy số đâu. Em nhìn thấy được cái số 13 không anh em ơi. 13 còn đây mấy không biết. Vì cái máy nó còn quá dơ. Nhưng cái tay mình nó cũng dơ luôn. 363 1363 anh em ơi. Là cái này dân ma Tết 70. Rồi để em nhờ Tài tiền. Tài bước qua Tết trên Bắc rồi đi. Đó là Tài. Cái này đặc biệt là nguyên si toàn tập anh em. Không có đụng bất cứ thứ gì trong đây hết. Chỉ có rửa cái lọc dầu trong cái bình dầu nãy thằng Tài nó. Còn máy là nó tự chạy. Nó dùng mặt đạn nó chạy nó tiếng là cong 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 cong. Cái này là cái da tự nhiên của nó. Cái da tự nhiên nguyên bản của nó là gì? Mình không có qua chỉnh sửa, không có ra cần thiết gì. Cung 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 cung. Tiếng nó giọng dầu. Bom bét nó chỉnh. Quay nó chạy rồi để nguyên bản, chứ cái giá đèn nó rung rồi chứ nó mất ốc. Dân ma đó 70 gió đạn lên đâu. Này chạy nó sướng rồi nè, nó nhẹ quay
khi sinh ra cái tiếng nó đã vậy rồi, nó chưa qua thầy thợ chỉnh sửa là nó vậy đó. Rồi em muốn xin báo giá anh em bà con cô bác mình tham khảo máy này ha. Lúc này hết sức rồi anh em ơi, hết giỡn nổi luôn rồi. Nắng quá nó hốc. Cái này em bán cho anh em là 6.4 em bao ship anh em. 6.4. Anh em nào làm được cái dân mã hết 70 này. Nguyên si đến nỗi mà đất sình nó còn nguyên bản luôn, nói thật sự với anh em á. Nguyên bản mình hoàn toàn chỉ xịt nước qua rồi lên sóng của anh em thôi, không có làm cái gì trong đây chứ. Chỉ có lọc dầu nãy anh cháu tại nó nói là có rửa cái lọc dầu nó bị nghẹt đó nè. Tới ly dầu chưa tháo nè, anh em nào có dốt được thì em sẽ nhờ thợ trước tiên là rửa cái lượt nhớt nè, thứ hai lọc dầu lại cho anh em ấy. Chứ còn hiện trạng thì mình quay nó chạy rồi lên sóng cùng anh em thôi, chứ chưa can thiệp gì trong đây hết. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em, cảm ơn em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em.